Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Cuộc đời thăng trầm của Phượng Hoàng Nhạc Vàng, danh ca Tuấn Vũ, nhắc đến những giọng ca vàng của dòng nhạc hải ngoại, không phải một ai cũng biết đến danh ca Tuấn Vũ. Bằng chất giọng trầm ấm truyền cảm, ông đã thu hút sự quan tâm và yêu mến của khán giả. Cũng chính giọng ca đặc biệt này đã giúp cho nam ca sĩ Tuấn Vũ từ một chàng đánh cá nghèo, khổ chỉ sau một thời gian ngắn đã trở thành danh ca có nguồn thu nhập được tính với giá hàng chục triệu đô. Nhưng tất cả như phù dung sớm nở tối tàn, chỉ sau một đêm, ông đánh mất tất cả mọi thứ trở thành người không nhà. Trước khi nổi tiếng với sự nghiệp ca hát, giọng ca Tuấn Vũ từng trải qua thời gian khó khăn trong thời gian đầu đến Mỹ cùng người dì, sinh ra và lớn lên ở cùng biển biển Phan Thiết. Khi xứ sở còn cỡ hoa, ông làm đủ thứ nghề để có thể kiếm sống từ việc đánh cá, thợ hàn, thợ điện. Mặc dù nghèo khó nhưng ông vô cùng lạc quan và thường cất cao giọng hát của mình. Và trong lần tình cờ, ca sĩ Trúc Mai đã nghe giọng hát của nam ca sĩ Tuấn Vũ khi đang đi dạo biển và giúp đỡ ông có cơ hội đứng trên sân khấu hải ngoại. Với chất giọng đặc biệt, Tuấn Vũ dưới sự giúp đỡ của Hoàng Luật, nghệ sĩ Giao Linh, Nhật Trường và Phượng Mai từng bước trở thành nghệ sĩ nhận được vô vàn yêu mến từ khán giả hâm mộ tại hải ngoại. Nhiều bài hát để đời và gắn liền với tên tuổi của nghệ sĩ Tuấn Vũ như Nửa Đêm Ngoài Phố, Hoa Sứ Nhà Nàng, Con Đường Xưa Em Đi, Ai Cho Tôi Tình Yêu mà mãi đến sau này dù đã có nhiều ca sĩ hát lại nhưng vẫn không thể nào vượt qua được cái bóng từ giọng hát đặc biệt của ông. Thời kỳ đỉnh cao, danh ca Tuấn Vũ được nhiều nơi săn đón, rất nhiệt tình. Trên sân khấu hải ngoại, ông cất cao giọng hát ấn tượng của mình và thu hút sự quan tâm và yêu thương từ đông đảo khán giả. Mỗi bài hát thu âm của nghệ sĩ Tuấn Vũ có con số lên đến hàng nghìn đô la Mỹ và mỗi tháng đều có hơn vài chục bài như thế đã khiến cho ông từ nghệ sĩ trở thành nghệ sĩ hải ngoại vốn có nguồn thu nhập khủng. Lúc bấy giờ, ông trở thành triệu phú, có nhà cửa, gia rộng và được hoan nghênh ở khắp mọi nơi. Thế nhưng vì quá tin tưởng bạn bè mà ông giao hẳn nhiều tài sản để họ giữ hộ, chỉ sau một đêm trở thành trắng tay, bị đuổi ra khỏi nhà, quá sốc và bị phản bội. Danh ca Tuấn Vũ đã bỏ cả sự nghiệp ca hát và sống lặng lẽ đến tận 4 năm sau đó. Gia đình vợ của nam nghệ sĩ muốn ông có thể tiếp quản khu chợ mini và từ bỏ nghiệp ca hát, nhưng ông một mực từ chối sau một thời gian dài tranh cãi. Chính vì sự mâu thuẫn này đã khiến cho tình cảm vợ chồng của ông tan vỡ. Hai người quyết định đường ai nấy đi và khiến cho nam danh ca một thời lâm vào tình trạng bế tắc và bỏ hát 4 năm sau đó. Mãi đến năm 2000, Tuấn Vũ mới quyết định quay trở lại sân khấu cùng là thời điểm lần đầu tiên ông trở về Việt Nam, một lần nữa cất cao giọng hát và được khán giả đón nhận nồng nhiệt đã giúp nam danh ca có lại tình yêu âm nhạc như một cách mạnh mẽ. Tuy không còn ở thời kỳ đỉnh cao, như những giọng ca Tuấn Vũ vẫn được nhiều tình cảm ưu ái từ công chúng. Bước qua nhiều đau khổ, khó khăn trong cuộc sống đã khiến cho ông quyết định độc thân. Nghệ sĩ Tuấn Vũ vẫn đi hát nhưng phải kiếm thêm thu nhập mà chỉ để thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc của mình. Hiện tại ông sống trong một cuộc sống bình dân và mở một quán rượu trên đất Mỹ. Khi tiếp xúc gặp gỡ, nghệ sĩ Tuấn Vũ không có mưu cầu danh lợi như trước mà chỉ muốn sống bình đạm và cống hiến giọng hát đến với khán giả yêu quý mình trong suốt nhiều năm qua. Có thể nói, tuy sở hữu giọng hát đỉnh cao được hàng triệu khán giả yêu mến, nhưng Tuấn Vũ lại phải trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống của mình. Đứng trước những thăng trầm bị lừa gạt nên tàng tay, hôn nhân tan vỡ vì lựa chọn ca hát rồi đến tuổi xế chiều, sống cảnh độc thân, bình lặng. Nhưng mỗi khi gặp lại danh ca Tuấn Vũ, trên sân khấu người ta vẫn nhớ mãi không quên tinh thần lạc quan cùng giọng ca độc nhất vô nhị ở ông. Cùng với Tuấn Vũ, Thanh Tuyền được xem là giọng ca nữ huyền thoại của dòng nhạc vàng hải ngoại. Giọng ca trầm buồn, luyến lái sâu lắng cùng cách trình diễn độc đáo đã khiến Thanh Tuyền nhận được tình cảm yêu mến từ khán giả. Nổi tiếng là thế nhưng cuộc đời của bà cũng nhiều vướng bận, lận đận, oan trai đến bây giờ khi nhắc lại vẫn khiến nhiều người cảm khái. Là giọng ca trừ danh và nổi tiếng của dòng nhạc vàng trong nước, hải ngoại, song ngoài đời, Tuấn Vũ có tính cách rất khiêm như tốn và bình dị, đáp chuyến bay muộn. Không muốn mọi người đi lại vất vả vì mình nên Tuấn Vũ không thông báo rộng rãi đến bạn bè lẫn người hâm mộ. Mặc dù vậy, nhiều người hay tin đã không quản đường xa xôi
không ngại trời tối khuya để đến tận nơi sân bay để đón anh. Nhiều khán giả khác có mặt tại sân bay tình cờ biết chuyến bay chở Tuấn Vũ sẽ hạ cánh ít tiếng nữa cũng cầu nán lại để chờ gặp cho được anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.